Mời các bạn tiếp tục đón nghe Tiểu thuyết tình báo Điệp viên 022 Phần 5 Trong những lúc vợ và con gái Cùng kẻ ăn người ở trong nhà Tất bật chuẩn bị cho đám cưới Thì ngài Philip gặp gỡ bạn bè Để ban chuyện thời sự Vì ngài thấy ngài chẳng được tích sự gì. Việc đặt tiệc, trang trí nhà, chọn váy cưới và Ngọc Châu đã làm cả. Kể cả việc chọn lọc cách mời bên nhà chồng, bà cũng làm nốt. Cho nên tốt nhất là ngài Philip đi đâu đó để tiêu khiển, Dông dài cho qua ngày. Cho bớt thừa thãi ở nhà. Trước ngày cưới hai hôm, tạp biệt thự hoa hồng đã được trang hoàng xong. 400 chậu hồng vàng thiệt lớn được đặt mua từ Đà Lạt đã khoe nội trốn chím. 400 bóng đèn được thắp sáng hàng đêm để đảm bảo đúng ngày cưới tu Cúc, bốn chậu hoa sẽ nở bung, rực rỡ và thơm lừng. Riêng Trung úy Tư thì chẳng thấy gì là tất bật hay bận rộn bởi vì chuyện lấy vợ. Anh đi làm bình thường và thậm chí còn ở lại sau giờ làm việc để giúp thiếu tá Vinh. Trước khi làm xếp ở phòng lưu trữ hồ sơ tính nghi cộng sản, thiếu tá Vinh phụ trách những vấn đề dân sự hoặc liên quan đến luật dân sự nay anh đã chuyển chỗ có nhiều hồ sơ vẫn cần anh giải quyết anh có kinh nghiệm trong việc giải quyết những vụ kiện dân sự tại sao anh về phòng hồ sơ trung úy tư hỏi khi đọc một hồ sơ về vụ kiện đưa lên từ buôn mê thuật vụ kiện khá hì hữu một người dân kiện chính quyền vì trình độ của cô giáo quá kém khiến sau mấy năm học tiểu học con ông chưa làm nổi phát tính cộng trừ số nghìn vì nhiều lý do tế nhị tiếu tá vinh trả lời anh không thấy ở phòng hồ sơ chúng ta chẳng có ai đến nhờ vả hoặc biếu quả ư vì cộng thường là những người nghèo và thẳng thắn họ không cầu xin hay quả cắp cho lộ chúng ta để đức tha nơi khác thì có đấy à mình hiểu rồi tư trả lời anh nghĩ gì khi một người dân kiện chính phủ anh ta làm đúng tiếu tá vinh trả lời ở những nơi xa ánh sáng của đô thành rất tiếc là trình độ giáo viên rất kém. Nhiều giáo viên chưa qua trình độ trung học, sự lừa nhắc giết chết tư duy của họ và họ dạy theo cách sáo mòn. Do đó học sinh không hiểu vì đất nước có chiến tranh cho nên ngân khố chi cho ngành giáo dục quá ít. Đó cũng là lý do vì sao thầy cô không tha thiết với nghề dẫn đến tình trạng sau 1-2 năm học học sinh không biết hết mặt chữ cái và nếu chúng nghỉ học chúng sẽ mù chữ lại. Tôi muốn chính quyền chăm lo cho đời sống nhân dân hơn là một chính quyền chỉ thích đánh đấm. Đừng hiểu sai tôi. Tôi đã qua mấy đời tổng thống. Các ông đấu đá nhau như cơm bữa. Tôi hiểu. Tư trả lời. Ai ở trên đầu mình không quan trọng bằng trách nhiệm của từng người dân đối với cộng đồng và quốc gia. Đúng. Tiểu tá Vinh trả lời. Tướng Dương Văn Minh muốn tìm kiếm sự thân hữu giữa Bắc Việt và quốc gia. Tôi tán thành ông ấy. Ai mà chẳng là đồng bào Con lạc cháu hồng À Mà tôi đặt may com lê phủ rẻ rồi Tôi đảm bảo Bộ của tôi sẽ nổi nhất tiệc Chưa chắc đâu Từ phản đối Nhưng tôi biết phù dâu của tu cúc Cô ấy rất xinh Ai muốn lấy tôi hả anh Tư Tiểu tá Vinh thở dài Một người độc thân quá khó tính Với lon thiếu tá cảnh sát Tôi là tầm ngắm Và luôn mang bản án tử hình Sau lưng bởi viết cộng quá nhiều nguy hiểm để một cô gái dám yêu một gã như tôi. Chúng ta đâu có lỗi." Từ nói, câu nói mang nhiều ý nghĩa. Còn nhiều vụ kiện tụng khác rất quái oăm và không kém phần đau lòng. Chỉ cần người làm hồ sơ không suy nghĩ thấu đáo, không đặt mình vào địa vị người bị thiệt thòi sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường. Người dân sẽ căm ghét cảnh sát, sẽ hiểu sai với quốc gia và tất nhiên, họ nghĩ cộng sản sẽ tốt cho họ. Quốc gia trao quyền cho chúng ta Không phải là để chúng ta chơi với nó đúng không bồ Nhưng không loại trừ Mặt khác của việc kiện tụ Từ nói Nhiều người thích kiện tụ Ồ, người ích kỷ thì nhiều Họ không thích hàng xóm Trồ cửa sổ sang phía nhà họ Nhưng lại không hiểu tại sao Họ không mở cửa sổ được sang nhà bên cạnh Tóm lại, bộ luật dân sự Chưa qua một lớp học lái xe nào Mà ngồi vào ghế của người viết luật giao thông hậu quả là anh em xem đấy đường xá bất cập họ đổ tội cho chiến tranh thế là hòa này anh có tin được không còn ba ngày nữa là tôi vĩnh viễn mất tự do tôi đã nghe thời tiết hôm đó sẽ mát mẻ và nắng đẹp quả thật ngày cưới của trung úy tư rất đẹp sáng sớm trời hơi lạnh tư và vương dương vinh mặc com lê đen cà vạt kẻ sọc chéo tư cải hoa trên ngực để phân biệt bạn bè cùng tổng nha Mặc đồng phục cảnh sát Tới cùng để dự tiệc Anh nhìn đẹp trai lắm Từ khen Tôi biết Dương Vinh trả lời sĩ diện Hôm nay thiếu tá Dương Vinh Là người trực tiếp kiểm tra an ninh Cho phòng cưới Cùng toàn bộ an ninh của khách sạn Rách Ngài Philip mặc con lê màu xanh Hải quân Có những đường chìm màu lông chuột Áo sơ mi trắng Cổ thắt nơ đen Ông hãnh diện Chờ dắt con gái cưng sinh như một chàng công chúa trong bộ váy xòe trắng muốt bà cô của ông gửi từ paris tới đến nhà thờ mới hôm nào thu cúc còn là một bé con vậy mà ngày hôm nay con bé nhỏ của ông đã đi lấy chồng ông chưa hết ngạc nhiên và bất ngờ bà ngọc châu nhìn đẹp lộng lẫy khác thường hôm nay bà mặc một bộ áo dài bằng nhung đen trên nền nhung theo hình một đôi rồng vàng rực rỡ cổ và tay bà đeo một chuỗi ngọc trai bà lớp Mái tóc đen của bà được búi cao cài châm vàng, đính năm hạt kim cương, loại 2 carat một hạt. Những nghệ sĩ, họa sĩ nổi tiếng trực tiếp trang điểm cho bà. Vết lõm ở má bà được tô đậm, chiếc miệng rộng được kẻ son nhạt và vòng mi cong vút một màu nâu nhạt hòa với vầng trán cao. Nữ đại gia Châu Huệ, chị gái của Tu Cúc, chủ hãng vận tải Sài Gòn, ăn mặc nổi bật nhất Bà ta mặc một chiếc áo dài bằng nhung xanh lá cây với quần trắng. Chuỗi vòng kim cương lấp lánh tỏa sáng hào quang, phản chiếu ánh sáng mặt trời. Mái tóc bà được trải cẩn thận và được cài bằng những cây châm đính những hạt kim cương bự. Dây đeo túi sách của bà ta làm bằng vàng 18k thật. Đôi giày cao gót màu trắng có quai hậu cũng được gắn kim cương. Bà ta luôn có hai vệ sĩ bảo vệ. Khách khứa của gia đình đã đến từ sáng sớm và tụ tập ở tiền sảnh ngôi biệt thự hoa hồng. Họ ăn nhẹ và uống trà trước lúc ra nhà thờ. Sau lễ cưới ở nhà thờ, họ sẽ về thẳng khách sạn để dự tiệc. Phòng tân hôn của cô dâu chú rể là ở tại gia. Nhưng hai họ đã đặt sẵn buồng cưới cho đôi vợ chồng trẻ ở khách sạn để phòng khi cô dâu chú rể bị say thì nghỉ lại đó. Bó hoa cưới trắng mốt được đưa tới trung úy tư nâng bó hoa một cách nhẹ nhàng với cảm giác vui buồn lẫn lộn anh cảm thấy có lỗi với vợ con và anh còn cảm thấy có lỗi với cả thu cúc nhưng vì nhiệm vụ tư anh có thích cô một tí chút còn yêu thì chưa hẳn vô tình anh rút một bông hoa để lại ở trên bàn cử chỉ đó không qua được đôi mắt nghi ngờ của trung úy dạng thật khó tà nội tình cảm của trung úy tư vốn là một con trên ngoàn đạo, lại đã có vợ ở ngoài Bắc. Vậy mà hôm nay, anh sẽ lại đứng trước ban thờ chúa để nhận một người phụ nữ nữa làm vợ. Vì nhiệm vụ, anh phải dối lừa chúa. Nhưng cảm giác dối lừa với Lan khiến anh đau lòng. Anh chợt nhớ vợ quá thể. Giờ này Lan đang làm gì? Tối nay liệu Mỹ có loại anh toạc miền Bắc không? Còn đang suy tư thì tiếng cười của giảng chợt kéo anh về thực tại. Này con anh Tư đang đắm chìm vào mộng mị hoài Còn sớm Dáng chờ tối nha Mọi người cười rộ lên Trung úy Tư vừa cười to phụ họa Rồi chỉnh lại quần áo Bước ra khỏi phòng cưới Anh hỏi Dương Vinh Mọi thứ ok cả chứ Ok Cưng của má đẹp trai quá Má Tám nói và mỉm cười Út Liên vận một bộ quần áo dài hồng nhạt, đứng bên má e lệ mỉm cười chúc mừng anh tư nàng nói nhỏ đừng có chọc anh trung úy tư ngượng nghịu em chọc hồi nào cho anh xin lỗi tư nói và lòng chợt buồn dương vinh đến bên chú rể mọi việc đã xong danh sách khách mời đã được đưa cho bộ phận cảnh sát bảo vệ ngoài cửa còn 3 phút nữa thì mình đi xe cưới cũng đã được trang trí xong mắt dương vinh chợt dừng lại ở những chiếc loa còn những chiếc loa này thôi Dương Vinh nói và bước tới cạnh bục cao có micro và âm ly. Tắt âm ly. Dương Vinh ra lệnh cho tên lính bảo vệ. Tiếng ù nhẹ của âm ly tắt vụt. Căn phòng trở lại yên tĩnh nhưng có tiếng gì? Như tiếng tích tắc của bom hẹn giờ thì phải. Có bom. Cả Tư và Dương Vinh cùng đồng thanh kêu lên. Mà Tám bị sốc. Út Liên đỡ bà ngồi xuống một chiếc ghế gần đó. Ai cho đặt bom? Tại sao má không biết? Vương Dương Vinh điện về Tổng Nha và Bót 35. Anh cần một người có kinh nghiệm để vô hiệu hóa của bom hẹn giờ nằm trong chiếc loa to đùng hiệu BMW. Cũng may là có đủ thời gian. Chắc khi Việt Cộng đặt bom, họ tính giờ khách tới vào lúc đầu nhất. Nhưng ai đặt bom? Phe phái nào? Định hại ai? Từ không hiểu. Nhưng Tiếu Tá Vinh láng máng hiểu điều đó. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đang tìm đủ mọi cách để ép chính phủ Mỹ tăng viện trợ. Năm nay, Mỹ cắt giảm nhiều triệu đô la. Tổng thống Thiệu ra lệnh F5 để gắp lửa bỏ tay người. Qua đó hy vọng nghị viện Mỹ sẽ rót thêm vài trăm triệu đô la vào Việt Nam. Khủng bố nhằm vào người Mỹ chính là một trong sáu điều quan trọng của hồ sơ F5. Tiểu tá Vinh đã trực tiếp ra soát an ninh, vì vậy anh biết cộng đặt bom là điều không thể. Chúng ta sẽ giữ bí mật vụ này. Cuối cùng Trung Ý Tư nói, tôi hiểu. Tiêu tá Vinh trả lời, tất cả những người chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối đều giữ im lặng. Dù sao, đây cũng là ngày cưới của Tư và Thu Cúc. Gia đình Thu Cúc không nên biết, họ là đối tượng khủng bố. Vì vậy, đám cưới diễn ra một cách vui vẻ. Quan khách của hai bên dâu rể hề hà gặp gỡ, xã giao ăn uống, Chúc tụng cô dâu chú rể Trăm năm hạnh phúc 11 giờ đêm Chúng ý tư mới rời khách sạn Rick Để đưa vợ về nhà Vì quả bom ban sáng ở khách sạn Nên anh muốn tụ cúc được an toàn Phòng cưới về đêm càng thêm phần lộng lẫy Bắc Lâm cho tắp nến Và bật đèn có chụp hồng giường cưới được trải đầy cánh hồng trắng Một bó hoa hồng đặt ở giữa khay sâm panh Là quà của Bắc Lâm cho cô chủ nhỏ Dưới đôi gối cưới Được trải hoa trăm pa Căn phòng thoảng mùi hoa, đượm vẻ trong trắng, tượng trưng cho người trinh nữ. Chiếc bàn ngủ hình trái tim kê cạnh giường, bày một cây có những gói quà nhỏ bọc giấy trắng, thắt nơ trắng. Đó là quà của bà Ngọc Châu cho con gái. Khi Trung úy Tư ở phòng tắm bước ra, thì Thu Cúc vẫn đứng nguyên trên bàn trang điểm. Nàng vẫn mặc váy cưới, như khăn voan và hoa cải tóc đã được gỡ. Mái tóc màu nâu của nàng được trải thẳng và mượt ống dưới ánh đèn. Bó hoa cưới được cắm vào chiếc bình pha lê lớn để trên nóc chiếc tủ chân quỳ. Em mệt lắm không? Tư hỏi Thu Cúc, người mà sáng nay dưới mình thánh thiêng liêng đã nhận anh làm chồng. Em mệt chút xíu, Thu Cúc nói, nhưng những chiếc kẹp tóc làm em đau đầu. Để anh gỡ, Tư nói và gỡ kẹp tóc giúp cô. Anh chiêm ngưỡng cô từ phía sau, trong tấm gương lớn. Em đẹp quá, Trung ý tư tốt lên Anh không ngờ anh lại có được em Một người đẹp nhất thế giới Tô Cúc quay lại Em biết nhiều người nịnh đầm Ai vậy? Nói anh coi Trung ý tư hỏi gấp Nhưng em biết mỗi anh là nịnh giỏi đó Em đẹp thật mà Trung ý tư cười Papa mua vé đi Paris cho chúng ta Đó là quà cưới cho em và anh Chúng ta sẽ ở Pháp 2 tháng anh ạ Trung ý tư không trả lời vợ Rời Sài Gòn 2 tháng là điều không thể Cuối cùng anh nói Thế mà anh định đưa em đi Đà Lạt Anh tưởng đó sẽ bất ngờ Ai dè papa tặng tụi mình chuyến đi Paris Tất nhiên là em thích anh đưa em đi Đà Lạt Em đi Paris với ba má mãi rồi Em đã nghĩ chắc sẽ muốn về quê nội Tất nhiên em yêu Trung ý tư láo lịch nói Rồi anh giúp vợ thay áo cưới Anh không có cảm giác hồi hộp như chú rể trong đêm tân hôn nhưng cơ thể của thiếu nữ tu cúc đôi vú nhọn như tượng thần vệ nữ của nàng khiến anh một lần nữa lại thán phục tạo hóa đã sinh ra đàn bà phòng ngủ không sáng cho lắm cho nên cô dâu mới không nhìn thấy nước mắt của chồng mình những giọt nước mắt lấp lánh ánh đèn ngủ màu hồng như hai dòng máu trên gương mặt đẹp trai của trang điệp viên không ngày hai. biệt thự hoa hồng im ắng lạ thường. Vì vậy khi hai vợ chồng mới tay trong tay bước xuống phòng ăn ở tầng trệt thì đồng hồ đã chỉ 9 giờ sáng. Phụ nhân Ngọc Châu bước vào phòng ăn cùng tám gia nhân, tài xế, vệ sĩ và bác Lâm quản gia. Bà Ngọc Châu giới thiệu chủ mới với đám đề tớ, tức Trung úy Nguyễn Văn Tư bên Tổng nha Cảnh sát Thành Đô. Mọi người lễ phép nói lời chúc mừng với cặp vợ chồng trẻ rồi ai vào việc nấy. Chiếc bàn lớn ở góc phòng ăn chất đầy quả cưới được bọc trong những hộp giấy hồng hoặc đỏ tắt nơ trung úy nguyễn văn tư không mặn mà chuyện quả cáp nhưng thu cúc thì khác nàng hớn hở tung hết tất cả số quà và gieo lên vui thích nàng có tất cả mọi thứ trên đời vậy mà nàng vẫn gieo ẩm ý. khi thấy một chiếc ô tô nhỏ to bằng bao diêm quả cưới từ người thân ở bên pháp gửi qua đường dây thép má đã cho người đóng gói hành lý Bà Ngọc Châu nói với con rể Khi hai má con ngồi bên bàn ăn Ngắm thu cúc mở quà Con không hiểu Văn Tư hỏi lại má vợ Papa tặng hai con chuyến trăng mật ở Paris Má Con chưa xin phép Lúc đó đi Paris mới hai má ạ Nguyễn Văn Tư trả lời Con khỏi lo Bà Ngọc Châu nói Má đã hỏi thiếu tướng có cho con nghỉ phép Trung úy Tư đưa mắt nhìn vợ cầu cứu Má Tô Cúc nói, chuyến đi Paris hoãn lại đi má. Tụi con muốn đi Đà Lạt, rồi ghé thăm ngoại. Bên nội nhà mình muốn gặp chúng con. Bên ngoại cũng vậy. Bên ngoại gần để chúng con đi chào khắp lượt trước. Rồi chồng con còn phải học tiếng Pháp thêm má ạ. Ý của con cũng hay. Bà Ngọc Châu nói, nhưng papa, má, Tô Cúc nhanh nhậu. Ở nhà này, papa có bao giờ quyết định điều gì đâu má? Con nói phải đó, bà Ngọc Châu đồng tình Bên ngoại cũng muốn cháu rể Về thăm trước bộ Quay sang bác Lâm quản gia Bà bảo Anh Lâm à Anh lên mời ông Philip xuống ăn sáng cùng cả nhà Dạ em đi liền Bác Lâm nói và cười tủm tỉm Nguyễn Văn Tứ biết ngay Trong biệt thự hoa hồng này Ai là người chủ thực sự Với tù cúc Tuần trăng mật thật là những ngày tháng thần tiên Chồng cô rất đẹp trai và cưng vợ Anh nâng niu cô như trứng mỏng Mỗi khi hai vợ chồng đi dạo Thấy anh là tâm điểm chú ý của phụ nữ thủ Cúc lấy làm hãnh diện Ngay cả khi hai vợ chồng Về thăm đồn điền có hai ngày Thu Cúc cũng đã hiểu rõ chồng mình Có tấm lòng nhân hậu Và quan tâm thực sự đến đời sống Của phu phen đồn điền Anh có vẻ coi thường tiền bạc Và mọi thứ của cải Anh cho rằng một gia đình mà sở hữu Cả trăm hát đất là quá nhiều Nhưng cô cũng không đồng tình với chủ nghĩa bình dân kiểu như anh. Với từ đó là sự công bằng. Với thu cúc, đó là một sự dại dột đẩy con người tới chỗ lười nhắc và ghen tị. Nhưng những bất đồng của hai vợ chồng mới không ảnh hưởng gì tới thời gian thần tiên của họ. Họ cùng dậy trước bình minh, cùng ăn sáng và tay trong tay đi dạo chiều chiều. Họ uống trà và đón hoàng hôn trong sự chăm sóc của mọi người. Và đêm đến, họ ngập chìm trong tình yêu mới vào độ, mới mẻ nhất và ý nghĩa nhất. Tu Cúc yêu chồng đến mức tôn thờ. Nàng thấy anh nhận xét điều gì cũng đúng, làm gì cũng phải và thật thông minh, nhân hậu. Nhiều lúc nàng cũng hơi hồ nghi về chuyện chăn gối. Chồng nàng thanh thạo hơn nàng nhiều, nhưng nỗi hồ nghi tan biến ngay bởi sự âu yếm và cưng chiều của anh dành cho nàng. Tóm lại, cuộc hôn nhân của nàng sẽ trăm phần trăm tuyệt vời nếu như cha nàng không hơi buồn một chút. Với Trung Ý Tư, tuần trăng mật là một dịp thư giãn tuyệt vời. Anh hòa mình vào thiên nhiên và phong cảnh mê hồn của Đà Lạt. Buổi sớm mà cao nguyên bắt đầu bằng những tiếng chim hót xíu rít trên cảnh táo. Rồi gió mát mang tới mùi hoa hồng, hoa lan, hoa huệ và hoa cúc. Hương len lỏi khắp nơi, bay lơ lửng trong không gian không màu phía đông mặt trời chỉ quất trong tầng tầng lớp lớp những đám mây lụa là màu đỏ nhạt, hồng rực mỡ gà những tia nắng sớm vẫn tỏa rộng ra xung quanh như một ngôi sao ngàn cánh lóe lên trên bầu trời sớm quang cảnh giữa ánh bình minh thật êm đềm tiếng nước chảy róc rách từ những lạch nhỏ ở đâu đây tiếng xe ngựa lóc cóc đưa khách viễn du cao nguyên trên những con đường quanh co ẩn hiện dưới mây mù không gian không tiếng súng Không tiếng rầm rập Của dòng nhà binh Cũng không có tiếng kèn két của xe tăng Thiết giáp xuống lòng đường Không tiếng kêu thét Của những người quẻ cột vướng bom mìn Không tiếng trẻ con khóc vì mất mẹ Mất nhà Bất chợt giữa chiến tranh Điệp viên 022 bỗng được hưởng Chút cảm giác bình yên Anh muốn thời gian lắng động Để giữ mãi cảm giác sung sướng hiện tại Anh dội mắt để xem tỉnh hay mơ. Ôi, khoảnh khắc bình yên giữa cuộc chiến, sao mà kỳ diệu. Giá mà được thanh bình mãi như thế này. Đây là đâu? Hay là thiên đường? Không, mới chỉ là Đà Lạt, một thành phố cao nguyên, may mắn, đứng ngoài vòng cuộc chiến. Bất giác, Trung ý tư quay sang bên cạnh. Vợ mới cưới của anh, Thu Cúc cũng đã thức dậy. Cô cười thật tươi. Anh không thể tin được Sao mà anh lại may mắn đến nhường ấy? Cô dâu của anh xinh quá. Con gái của ba. Ông Philip cười và nói bằng giọng ngọt ngào. Ông luôn nói chuyện với cô con gái duy nhất bằng giọng ngọt ngào đặc biệt và chỉ dành riêng cho cô. Còn nhất định hoãn chuyến về Paris sao? Vâng thưa ba. Tôi cúc đáp và khuấy đường trong tách trà của mình. Còn muốn đi Đà Lạt. Sau đó sẽ về thăm ngoại. Anh cần phải học thêm chút ít tiếng Pháp bà Ông Philip gật gù Con cũng có lý Vậy thì khi nào tiếng Pháp của Tư khá lên Cả nhà mình sẽ về Pháp Vâng thưa ba Tu Cúc nói và hạ giọng thiệt thấp Và lại con cũng nhớ Paris Ông Philip cười rạng rỡ Khi nghe con gái nói như vậy Tu Cúc chợt thấy thương cha già Muốn khóc Bác lâm gái bưng lên món bánh mì nóng giòn Với bơ và mứt dâu cho ông chủ Tô Cúc chờ chồng và má xuống Cô sẽ ăn hủ tiếu với họ Cô chợt thấy cần phải nói chuyện với chồng Anh ở rể trong một gia đình pha trộn hai nền văn hóa Hai phong cách khác biệt Chắc chắn anh sẽ lạ lẫm Cô đã không phải Khi chưa nói chuyện với anh Về nền nếp của gia đình cô Bà Ngọc Châu bước xuống phòng ăn Với một tập giấy tờ tài liệu Cuối tháng nào Bà cũng đau đầu về việc sổ sách của đồn điện Cho nên bà không được vui Chị Thi mở cửa phòng ăn đon đà hỏi Cô Châu Con dọn hủ tiếu luôn nha cô Tôi không thấy đói Và Ngọc Châu xua tay và ngồi xuống cạnh chồng Em khỏe không? Ông Philip hỏi vợ Em khỏe Chỉ có điều chuyến hàng vừa rồi về Pháp Hơi chậm nên họ trừ mất 10% Công ty đại lợi nói sẽ thanh toán trong tuần này Nhưng hôm qua họ điện thoại xin khất nợ Bởi vì có trục trặc từ phía nhà băng bên Pháp nên tháng sau họ mới thanh toán. Ông Philip gạt đống rổ sách sang một bên. Em cứ để mọi việc đấy xem nào. Tuần sau anh sẽ đến đồn điền. Hôm nay là thứ bảy, mấy má con có chương trình gì không? Hay nhà đi picnic đâu đó? Tù Cúc nhậm nhậm. Ba coi, chồng con giờ này chưa dậy thì còn tính đi đâu mới được chứ? Khi ba trẻ, ông Philip nói, nhiều hôm ba ngủ tới một giờ trưa. Anh vẫn trẻ lắm, bà Ngọc Châu âu yếm bảo chồng. Ba già rồi ba hạ. Tô Cúc nháy mắt với ba. Ông Philip với gạt tàn. Bác Lâm biết ý, liền ra thư viện lấy cho ông chủ hốp xì gà. Cảm ơn anh Lâm. Ông Philip nói, mà anh hút một điếu. Thưa ông, bác Lâm từ chối. Nó quá nặng, tôi chỉ hút caravan A thôi. Đàn ông nên bỏ thuốc lá. Bà Ngọc Châu nói. Má, Tô Cúc cằn nhằn. Mà nói câu đó cả chục năm rồi bà đâu có nghe mà máu cứ nói hoài mà ngọc châu không nói mà đưa bắt nhìn ra hành lang cầu thang yên ắng ông con rể mới của bà vẫn để cả nhà phải đợi xuống ăn sáng chị thi bưng thau nước đến cạnh cầu thang rồi bắt đầu lau một cách tỉ mỉ chiếc cầu thang gỗ quý sau bữa ăn thu cúc ra hiệu cho bác lâm rằng cô muốn nói chuyện riêng với bác cháu muốn băng giúp thu cúc nói chậm rãi khi hai người đã đứng ở ngoài vườn Tôi sẵn sàng Mà có chuyện chi hả cô hai Không nghiêm trọng đấy chứ Bác Lâm hỏi giọng đùa vui Không có chi nghiêm trọng đâu bác Lâm Bác biết chồng cháu rồi đấy Anh... anh rất khác Cậu Tư sởi lời và tốt bụng Nhưng quả thực tôi chưa tìm hiểu Về cậu ấy nhiều lắm Chúng tôi là người ăn kẻ ở Chúng tôi đâu dám vô lễ cô hai Bác biết gia đình cháu rồi đấy Ba má cháu rất ngăn nắp và nề nếp Ví dụ như sáng nay, anh bắt cả nhà phải chợ ăn sáng. Rồi những buổi tối, anh trộn một tô cơm lớn để vừa ăn và xem TV. Ở nhà này, vào bữa tối, mọi người đều phải ngồi ăn quanh bàn. Chồng cháu quen với cuộc sống độc thân, gia đình lại đã mất cả, cho nên nề nếp hầu như là không có. Cháu đã nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có bác nói anh mới nghe. Cháu mà dạy chồng, chắc anh tự ái mà dọn về má tám mất. Cái khoản cậu hai vừa ăn vừa xem tivi Bỏ mặc cả nhà trong phòng ăn Thì tôi cũng thấy buồn cười Nhưng thời sự dạo này nóng bỏng quá Nào tàn ném bom miền Bắc vào ngày đêm Nào 200 chiếc máy bay Mỹ bị bắn rơi Nào tranh luận về vũ khí hóa học Nào thì ngừng bắn Nào thì hội nghị Paris Tôi cũng muốn xem Cô hai bỏ qua cho Thời sự có ích gì đâu Thủ cúc buồn bã Cháu chán đánh nhau lắm rồi bao giờ mới hòa bình đây ở bắc lâm tôi cũng tự hỏi câu đó cả nghìn lần rồi tôi không biết nữa tháng trước họ có ném bom dinh độc lập tháng này có cả chục vụ ném lựu đạn vào cư xá mỹ nhiều đêm cháu không ngủ được cháu nhìn trần nhà sợ hãi lỡ có bom rơi trúng biệt thự hoa hồng thì sao cháu đã có bao nhiêu là giấc mơ sợ hãi đó cháu sợ chiến tranh đến mức không dám ngủ bắc lâm ạ à. cô hai tôi không biết nói chi dù sao biệt thự Hoa Hồng Cũng là nơi an ninh nhất Đô Thành Nhưng cháu vẫn sợ Bác nhớ lưu tâm dùng cháu Về học tiếng Pháp cho anh Thu Cúc nói thêm Bác xem Thu Cúc cười vui vẻ Cả nhà cháu đã tính về Pháp Vậy mà cháu yêu anh Tư Và bây giờ thì gia đình cháu Lại sống cùng chiến tranh Tình yêu làm thay đổi tất cả phải không cô Bác Lâm mỉm cười Thu Cúc nheo mắt và đánh trống lạng Coi chừng hôm nay nắng to Bác Lâm ạ Mặt trời đã lên một nửa mái nhà Không khí bắt đầu ỏi bức Thu Cúc rời khoảnh vườn nhỏ Để bước vào trong Cô biết chồng cô giờ này Đang ngồi trong phòng khách chờ xem thầy sự Trung úy tư ngồi dịch sang một bên Để vợ vào ngồi cạnh mình Em có quà cho anh Thu Cúc nói và chỉ tay ra ngoài cửa chính Ngoài đó Bác Lâm đang giúp anh Sáu tài xế Chuyển xuống cho một chiếc tivi mới Em đã bảo bác Lâm Sẽ kê vào phòng ngủ cho anh Thu Cúc nói em nên để anh mua mới phải trung úy tư nói thu cúc chợt hiểu chồng cô là đàn ông anh thường cho rằng mình am hiểu về đồ điện nhưng bất giác cô phỉ cười em cười chi trung úy tư ngạc nhiên thu cúc không trả lời trung úy tư không hỏi thêm mà dán mắt vào màn hình tv cô phát thanh viên xinh đẹp có mái tóc quản tít đang bình luận về việc ném bom hủy diệt ở trường sơn đây là đòn quyết định sáng suốt của chính phủ chỉ trong vòng một tháng, con đường 559 sẽ bị chặn đứt. Đường dây tiếp tế cho Việt Cộng và bọn phản động đã bị cắt. Năm ngoái, trung bình có 9.000 chuyến xe tiếp tế cho mặt trận giải phóng. Nay còn 900 chuyến trên một tháng. Đây là chiến công của Cục Tình báo Quân đội Mỹ và Quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA cũng góp phần không nhỏ vào chiến công này. Hôm nay, ngày Tổng tư lệnh không lực đã hân hoan đón tiếp tướng Westmoreland cùng ngày tướng Westmoreland cũng sẽ bay ra cam rành đang được nâng cấp để trở thành sân bay chiến đấu lớn nhất trung phần trung úy tư tắt phụt tivi thủ cúc ngơ ngác nhìn chồng anh liền mỉm cười thật tươi em yêu anh muốn đưa em đi lòng vòng rồi mua sắm được không trung úy tư đóng kịch ồ oh, merci thủ cúc nói và cười vui vẻ bà ngọc châu nhìn vợ chồng con gái nắm tay nhau đi ra, ra. bà vui vì con gái bà rất hạnh phúc. Ở lứa tuổi 50, bà Ngọc Châu không còn nhiều dự định, hoài bão như khi trước. Bà sống chấp nhận, bà quyến luyến Sài Gòn, nơi mà bạn bè rất nhiều, và gia đình họ hàng nhà bà đang sinh sống cả mấy chục năm. Bà chỉ không vui một điều, là bà không về Pháp sống để làm vừa lòng ông Philip, người chồng tội nghiệp của bà. Ông không quyến luyến Đông dương cho lắm. Ông ở lại vì bà và con vậy mà nay gần cuối đời bà vẫn không đáp ứng được mong mỏi của ông một người đã gần chọn đời với xa xứ bất giác bà rơi lệ nếu ông chết ở việt nam bà sẽ ân hận và sẽ không bao giờ vui trở lại bà biết như thế vậy mà sớm nay khi thức giấc ông hỏi bà dự định chuyển về paris bà vẫn trả lời là chưa đi được bà muốn ở lại sài gòn để giúp đỡ con cái chúng mới lấy nhau nên còn cần ba má ngoài ra bà còn cố làm những gì mà bà cho rằng có lợi cho đất nước tướng dương văn minh có xu hướng ủng hộ hòa bình ông ta muốn đàm phán hòa giải với bắc việt nếu được như vậy sẽ hết chiến tranh vì thế bà muốn ủng hộ ông ta bà dùng tiền bạc của gia đình để tranh thủ những người ủng hộ dương văn minh ở nghị viện hai năm qua bà đã tiêu những khoản tiền khổng lồ của gia đình vào việc hậu thuẫn tướng dương văn minh bà biết ơn ông philip nhiều ông chưa bao giờ phàn nàn một câu khi nhìn kép bạc lại trống trơn mỗi lần bà đi vận động cho tướng dương văn minh với ông philip bà rất thông minh và bà có trách nhiệm với tổ quốc của mình ông ở việt nam đã ba chục năm vậy mà ông vẫn chưa dám coi việt nam là tổ quốc của ông không phải là người việt xua đuổi người pháp đơn giản vì ông mang dòng máu pháp với ông Philip, bà Ngọc Châu là một người vợ mà ông chọn để cùng sống, cùng chia sẻ, cùng ra đi và cùng sang thế giới bên kia. Em nghĩ gì vậy? Ông Philip đến bên vợ và hỏi. Bà Ngọc Châu ngắm chồng. Sáng nay, ông Philip mặc bộ con lê đen, đội mũ phớt và chống ba tong. Anh nhìn rất elegant. Bà nói, anh về đồn điền đây. Em có muốn đi cùng không? Có, em sẽ đi với anh. Bà Ngọc Châu trả lời Mắt bà nhìn sâu vào mắt chồng Không chớp Anh chờ em 2 phút Đúng 2 phút sau Bà Ngọc Châu trong bộ quần áo trắng dài Vài vắt khăn sẵn sàng đi cùng chồng về đồn điền Ông Philip viết vài dòng cho cô con gái Rồi đặt xuống bàn ăn Ông đặt đĩa kẹo lên Vì ông biết Thu Cúc thích ăn kẹo Khi ăn kẹo Con gái ông sẽ nhìn thấy lá thư của bà nó Ông Philip dìu vợ vào băng sau của xe ô tô Bà Ngọc Châu ngả đầu vào vai chồng và nói với ông bằng tiếng Pháp: "Em đã nghĩ mãi về việc đi Pháp. Em quyết định chưa? Em sẽ ở lại Sài Gòn với con và em muốn anh ở lại với em. Anh sẽ ở lại." Philip, em không bao giờ tha thứ cho em về việc cố giữ anh ở lại Sài Gòn đâu." Bà Ngọc Châu nói và khóc. "Anh hiểu." Ông Philip nói: "Đừng khóc em yêu." Ông Philip rất hiểu sự khó chịu của bà Ngọc Châu khi bà không đồng tình với ông về việc gì đó. Bởi ông cũng như bà, hai người yêu nhau rất nhiều, bằng cả trái tim và lại sống. Tình yêu chính là sự hy sinh. Người nọ hy sinh cho người kia. Người nọ sống vì người kia, với sợi dây rằng buộc gia đình. Vô hình thôi, nhưng trói rất chặt. Ông Philip đột nhiên thấy tuổi già đang đến thật nhanh. Tu Cúc là một phụ nữ trưởng thành. Chiến tranh không biết bao giờ mới kết thúc để công việc làm ăn ở đồn điện ổn định dài lâu. Ông Philip không thiết tha gì với công việc ở đồn điện nữa. Từ khi thu cúc đi lấy chồng, sự sinh sôi của đồng tiền không còn cuốn hút ông nữa. Ông muốn nghỉ ngơi. Với ông, nghỉ ngơi đồng nghĩa với việc trở lại định cư tại Pháp. Ở đó có những người da trắng, những căn nhà bằng đá, bên những lối đi bằng sỏi gồ ghề, mấp mô. Nhiều hôm, trong cái bức bối của miền nhiệt đới, Ông nhớ cái lạnh của Paris vào mùa đông và nhớ không khí tấp nập hối hả rực rỡ của Paris mỗi độ Noel. Tô Cúc lấy một người chồng Việt, nó sẽ ở lại Sài Gòn. Sau ngày cưới, Trung Ý Tư dọn về ở với gia đình vợ. Philip thấy sốc khi đột nhiên có thêm một người đàn ông trong nhà. Báo tiếng Pháp ở Sài Gòn hiếm. Ngài Philip đọc báo tiếng Mỹ hàng ngày để theo dõi chiến sự. Mấy hôm nay, Việt Cộng hoạt động giáo diết hai bên Bắc Việt và Nam Việt giành giật từng thước đất, từng hộ dân. Bắc Việt bị oanh tạc thường xuyên hơn, sắc trẻ nít được đưa đầy mặt báo khiến ngài Philip không ăn sáng nổi. "Chào papa." Từ bước xuống phòng ăn và chào bố vợ bằng tiếng Pháp. "Bonjour." Philip đáp lại. "Con có buổi họp quan trọng sáng nay, vợ con bị mệt, cho nên chiều con về sớm." Từ dặn bố vợ liền vài câu rồi đi ngay chiếc xe jeep và tên tài xế của anh đang đợi ngoài cổng quả thực buổi họp của tổng nha hôm đó diễn ra trong không khí ngột ngạt và căng thẳng trung tá loan đi lại giận dữ lão hào hét khản cổ vì tức giận lão gào lên ông ẩu chúng ta đã làm gì chẳng làm gì cả an ninh của sài gòn thuộc về trách nhiệm của tổng nha vậy mà hôm qua việt cộng vào từng nhà các vị dân biểu mà pằng pằng quận nào cũng có xác chết dán cáo trạng tử hình của Việt Cộng. Thử hỏi, Sài Gòn đã có tuần nào yên? Vậy mà ngay cả hình dáng Việt Cộng như thế nào, chúng ta cũng không biết, không một vị nào thèm biết. Vậy mà chúng ta cứ lộ lộ, phơi mặt ở trên phố, cho họ xử tử. Rồi còn bao nhiêu người mất tích, bao kế hoạch tuyệt mật, có chỉ điểm hẳn hoi. Vậy mà chúng ta chỉ vãi đạn vào những căn hầm bỏ hoang, dòng rêu. May lắm thì gặp một con bò già. Cả phòng không dám cười. Bao nhiêu kế hoạch bố giáp ở các cơ sở tình nghi của Tổng Nha bị bại lộ. Chúng ta loan uống một ngụm nước rồi nói tiếp tục. Thay vào sao huyệt của bọn đầu sò Việt Cộng, ta dẫn xác thẳng vào bãi mìn. Câu hỏi đặt ra là chúng ta có kẻ phản bội không? Ở ngay đây, tại Tổng Nha. Đó là ý chính tôi muốn biết. Việc của các anh là phải tìm ra kẻ giấu mặt. Chúng ta nhìn đây. Viên thiếu tá đeo biển tên à nói. Khu Qu vực quận 1 hầu như không có gì đáng ngại. Điều đó cho thấy lực lượng cảnh sát làm việc rất hiệu quả. Theo tôi là phải tăng cường giả soát ở ngoại ô Sài Gòn. Tất cả các sĩ quan ồ lên bàn tán sôi nổi. Kết thúc buổi họp, mọi người đều đi đến thống nhất rằng phải đặt các cửa ngõ Sài Gòn vào trung tâm điểm. Duy có Thủ Đức và Củ Chi thì không cần thực hiện bất cứ biện pháp mạnh nào. Theo nhận định hết sức sáng suốt của tổng nha cảnh sát, thì dân ở đây trung thành với quốc gia và tổng thống. Việc cậu mon men tới củ chi là điều không thể. Buổi trưa, chúng y tư xin nghỉ sớm để về thăm vợ. Tù cúc vẫn mệt mỏi như buổi sáng, nàng không rời khỏi giường. Tuần này bác sĩ của gia đình bận công chuyện nên bà Ngọc Châu cho mời bác sĩ khác. Bà Ngọc Châu đón con rể với nụ cười lo lắng nhưng bà trấn ăn không có chi con cưng con nên gác đi từ sáng tu cúc sẽ xuống đây với văn tư để ý số thực phẩm ở trên bàn gấp nhiều lần cho với ngày bình thường má lại có tiệc à má đúng rồi con đừng nói với vợ con nha bà ngọc châu dặn Trung úy tư nhảy hai bậc lên tầng một để vào phòng ngủ thăm vợ tu cúc vẫn mặc chiếc áo lụa xanh ngọc khoét sâu về phía lưng Cổ áo viền đăng ten và dính một sợi nơ nhỏ. Cô nằm sấp, dáng mệt mỏi. Trung úy tư nâng tay vợ dịu dàng. Em bệnh sao? Nói anh coi. Em không có bệnh. Vậy em dậy thay đồ, rồi anh đưa em xuống già, ăn chút gì đó. Đừng nói đến thức ăn, em ói đó. Ủa? Vậy đốc tờ nói em ra sao? Anh đoán coi. Anh chịu. Em, em có bầu. Tu Cúc nói bằng một giọng vui mừng Cô trở mình trong vòng tay ôm ngang bụng chồng Mà em đoán là con trai đó anh Hai từ con trai Làm Trung Ý Tư quên phát anh là ai Mới sáng nay Anh vừa biết tin Vợ con anh bị bom sập hầm Cả hai đã qua cơn hiểm nghèo. Bất giác Trung Ý Tư gỡ tay vợ khỏi anh Anh trở nên vô tình nhất Trong những người cha vô tình Tu Cúc không chờ sự lạnh lùng ấy từ chồng Cô chợt thấy trời đất tối sầm Cô không nhìn thấy gì hết Papa, con bị mù rồi Cô hét lên Papa, cứu con Trung úy tư ngồi lì ở bên giường bệnh của người vợ 10 giờ liền Anh tự trách mình vô tâm Tình yêu trong trắng và sự thất vọng của vợ anh Khiến rung động thật sâu Mãi tận đáy tâm hồn Vì vậy anh muốn được nàng tha thứ Anh cứ ngồi như thế Bên tu cúc yếu ớt vì tai nghén và mụ mị vì buồn đau bởi cử chỉ thô lỗ của anh. Nguyễn Văn Tư cứ ngồi như vậy. Cách ngồi của anh khiến cơn giận của ngài Philip xẹp dí. Già nhân không biết ăn tối, chỉ còn bà Ngọc Châu vẫn bình thường. Chẳng qua thô cúc, làm nũng chồng nó chút xíu thôi. Hết phần 5. Mời các bạn tiếp tục đón nghe phần 6.